Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Hôm nay đã là ngày thứ 3 anh em mình triển khai công trình của nhà hai bé Vần Và Mồ Côi các bạn. Như mọi người thấy thì hôm nay là anh em đã vận chuyển đá hộc, bột đá lên trên khu nhà hai bé Vần Và rồi. Đấy, cái phần đá này là anh em mình nhìn thấy là mọi người cũng đã vận chuyển gần hết rồi. Và hôm nay một lúc nữa thôi là tiếp tục tập kết phần xi măng. Đấy, là những cái phần mà cần đầu tiên cho một công trình. Đấy, bột đá, xi măng, đá hộc vào để cho đội anh Hờ là triển khai dần thôi. Và sáng nay thì anh em cũng đã liên lạc với anh Hờ rồi. Đấy. Đội thợ đủ người thì là ngày mai mới đủ được. Còn buổi sáng nay thì anh Hờ mới lại anh Quả. Đấy, bắt đầu là xếp đá vào móng trước. Chuyển những cái này xong là xe tiếp tục chở gạch luôn. Anh em mình sẽ cố gắng tập kết một thể luôn để cho đội thợ xây phải làm luôn. Ai dạ. Sâu bao nhiêu nhỉ? Sâu tầm 1m2 em ạ. Em đào rộng ra đây một tí nữa nhé. Đấy. Một thân xẻng nữa nhé. Móng đã lên thành hình. Không có găng tay à các bác? Có. Ông đeo vào cho đỡ. Không mang à? Móng này ngày hôm qua là mọi người đến đỡ cứ tầm 10 giờ mới thấy là mọi người đến. Hôm nay cũng vậy, hôm nay lúc nãy anh em mình vào đây đã là khoảng tầm 10 giờ ấy. Ngày hôm qua thì vào đây thì sớm. Vào sớm đi nhưng mà mãi đến 9-10 giờ mọi người bắt đầu đến đỡ làm. Thì lúc nãy hỏi vợ của chú báo là thấy cô bảo là đến tầm 12 giờ đã xong rồi. Đấy, nhưng mà vì cái móng này các bạn, vì cái móng phần cái này thay đổi thiết kế nên là mọi người cũng nói chú Báo rất là nhiều. Đấy. Tuy nhiên thì cô ba anh chị cũng thông cảm cho chú Báo thôi. Cũng tất cả là cũng nghĩ cho các cháu thôi. Đấy. Theo cái phong tục đấy là sợ sau này các cháu là ở nó bị ốm đau nên là chú muốn là làm theo đúng ví dụ cái vị trí của bàn thờ là phải đúng 2 gian thì bàn thờ sẽ phải ở phía bên tay trái. Đấy, 3 gian thì bàn thờ sẽ là ở cái khoảng giữa nhà. Bàn thờ của họ thì đơn giản thôi, chỉ có một cái tờ mấy cái tờ giấy gọi là tờ giấy vàng nó dán mấy lông gà. Đấy. Mỗi thấy người Mông này là mỗi họ là làm bàn thờ một kiểu anh Quả nhỉ. Và người Mông này không thấy có bàn thờ nhỉ. Thi thoảng mới thấy có nhà có bàn thờ đấy nhá nhỉ. Toàn là có nhà không có bàn thờ đúng không anh? Có nhà thì có bàn thờ thì có cái treo lông gà đấy. Lông gà. Tờ giấy. Tờ giấy không dán lông gà. Dán lông gà. Vâng. Khi nào ăn rằm các thứ thì phải mổ con gà. Ăn rằm á? Ăn rằm là mổ gà. Vâng. À. Mổ gà xong lại lấy lông là dán lên đấy. Vâng. Đấy, hôm nọ là ý tưởng là gian khách ở phía vị trí này nhỉ? Vị trí này phòng ngủ bên kia. Nhưng mà ông Báo thì ông ấy đòi là gian khách sẽ phải ở kia, bàn thờ sẽ ở cái gian bên kia. Hôm nọ làm theo kiểu như của mình thiết kế là thành 2 gian. Đấy, bây giờ nó lại thành 3 gian. Đấy, khách ở giữa, bếp một bên và ngủ một bên. Đấy, thì là
cái vị trí, thực ra cái vị trí chỗ này thì mình nó vẫn như vậy. Đấy. Có điều là khi mà đẩy bếp về đằng sau thì nó lại thành hai gian. Đấy, thì là phong tục người ta là đã hai gian thì là bàn thờ, cái chỗ làm cái bàn thờ kia là ở bên tay phải, à bên tay trái. Đấy. Tín ngưỡng của họ nên là họ rất sợ này, nếu mà làm không đúng là sau này sẽ bị ốm. Em nhìn thấy anh Quả là có vẻ điều kiện đấy nhá, thấy có cái dây chuyền vàng to lắm. Phải không anh Quả? Dạ. Quả dây chuyền kia mấy chỉ đấy? Cái này mình kêu để bị út đâu thôi. À, mình đeo vậy nhưng mà nó là vàng nhá, đúng không? Ai giờ đào lấn luôn, bỏ luôn cái bước này à? À thôi, được. Hất sang bên này này. Dạ. Hất, hất về đây này. Hất đây có sao đâu, sau này. Kệ. Bù đất ở trong móng thiếu là bù nó vào thôi. Còn nếu mà nó thừa thì sau này ông báo ông chở đi sau. Thoải mái. Bị cái hậu của cái gian nhà là bị đẩy ra đằng trước, so với nhà kia là khoảng tầm 80 phân. Đấy, bây giờ tí hỏi chú Báo xem là có đặt téc ở trên này được không. Đặt cái téc trên này cho cao áp lực nhỉ. Mạnh chứ. Cao coi như thành ở trên mái tầng 2 rồi. Không cần đâu anh. Không. Các anh cứ xây thu hồi đến đấy luôn. Bọn em là lập kín luôn. Vâng. Chỉ luôn từ ngoài lấy cái ống nước đấy gì à, như đội nhá. Đặt qua chỗ đấy xong là chát vào thôi. Cái này, cái ngôi nhà này, tất cả những ngôi nhà mà anh em mình làm thì là mình sẽ cố gắng hỗ trợ về phần nắp nước và nắp điện. Đấy, nước thì mới nữa xây xong cái móng này. Đấy, sẽ bảo người nhà đào luôn cái rãnh để mà chôn ống nước. Có khả năng là chiều hoặc là mai nó trở gạch thì vứt luôn tí ống nước vào nhỉ. Khoai tây nhà trồng à cô? Hay để đi mua đây? Mua về á? Nấu mấy món gì đấy? Nấu mấy cái gì? Ông Báo đi uống rượu ở đâu? Họ làm cái gì à? Làm cúng à? Nhà ai? Nhà hờ à? Hay nhà ai? Không phải nhà ai đâu. Nhà kia đâu. Nhà người ta có việc gì à? Vâng. Làm gì cô? Làm đường à? À, thế là ông lại đi đỡ à? Kia cái đoạn đang kè dở kia gì? Tối hôm qua thời tiết nó lại trở rét. Sau đấy là đến rạng sáng, gần sáng hôm nay thì thấy có mưa. Anh em này rất là lo. Định sáng nay nó mà mưa là không chở được xi. Nhưng mà sáng nay may quá nó lại không mưa. Rồi trời lại trở rét luôn các bạn. Các bạn thấy không?
Hôm nọ anh em mình vào đây trời nắng chang chang. Đấy, bắt đầu khởi công cái móng này là cắm móng là trời rất là nắng. Đang bảo là hy vọng là thời tiết ủng hộ để làm cho công việc nó thuận lợi. Hôm nay thời tiết lại trở rét rồi. Chỉ cần là nó không mưa thôi. Nọ bọn nó mấy anh chở đá sao không đổ luôn ở chỗ này nhỉ? Đổ chỗ này có phải tiện không? Đổ tít ra góc này. Có găng tay ghê bỏ xứ ra. Ê, chú giữ anh bỏ. Phát sau chở, cứ chở luôn về đây lém luôn móng này. Chá đâu, sao không chá chưa đi công ty xong bảo sang đây làm anh? Đã còn cái họ làm kia. Làm đường dưới kia. Ông bà cũng phải đi đỡ ấy à. Sao bà kia, bà vợ vừa bảo là đi. Ông bà cũng đi đỡ họ làm gì đấy thôi. Mạt thế. Nhưng bên đấy là vẫn thuộc thôn này chứ? Anh thôn này mà. Chỗ đấy là của thôn này à? Thôn A là từ khu quán nhà hờ hất về đằng kia đúng không? Đây này. Chỉ có mấy hồ này đi đầu này là cái điểm B. Đây luôn. Ok. Mấy quả xe của anh em ạ, cũng dã chiến phết đấy nhỉ. Ok em ơi. Ây da, kẹp bố vào nhau. Chỉnh nó vuông vuông tí anh em nhé. Chắc là chỉ cần sâu 1 mét thôi. Sau này cái này sẽ phải xây nổi lên tí. Nó mới thoát được nước. Nó cao hơn đằng kia. Chìm quá phải đào rãnh sâu. Đấy. Mọi người. Ai giời. Món gì ấy cô? Trưa nay cho cháu ăn cơm với nhá. Vâng.
Cháu bê được mấy cục đá đấy, rau chua à? Rau chua. Cháu đỡ làm phải cho cháu ăn cơm chứ, vâng, đúng không? Đây, đi cơm nếp à? Vâng. Toàn nấu nấu thừa để hôm sau ăn nhỉ? Trưa nay có thịt ăn không? Không có thịt ăn đâu. Ăn rau. Ăn rau à? Cô bảo à, anh Hờ ơi, có số điện thoại của nhà Hờ kia không? Nhà Hờ bán quán này, bảo ship cho 5 cân gà đây, em trả tiền cho. Anh điện anh bảo ông ấy. Dạ. Vâng. Chứ ship cho 5 cân gà ta thì em có mà lấy tiền đâu ra em trả. Ôi thấy mọi người đến giúp đông. Đông nhưng mà hôm nay vẫn không đông bằng cái hôm san nền. Kể ra cái hôm san nền mà cái người hôm san nền mà đến đỡ được hôm nay thì tốt. Cứ bảo mang 5 cân đây, xong này em trả tiền nhá. Bây giờ người đỡ này mà toàn thanh niên này, cho ăn toàn rau chua mới lại. Đây, khoai tây, khoai trứng. Rửa đây không cạo vỏ, bỏ chỗ nó sâu. Không biết là định nấu cái món gì. Đây nè các bạn, đây là rau cải. Rau cải làm chua nhưng mà họ làm chua nhưng không có muối. Rau này nhá, lúc mà ăn ấy, nó chỉ chua chua thôi. Họ không cho tí muối nào luôn. Không cho muối hả cô? Không cho muối đâu. Không cho muối đâu. Ăn mấy lần biết rồi. Để nhà Hờ nó mang gà sang cho cô làm gà cho mọi người nhá. À. Đấy, cái đấy là cháu cho. Mấy thanh niên chở đá này là anh. Mấy cái thanh niên chở đá này là chưa ăn cơm đây gì? Cô ơi, đội chở đá này tí có ăn cơm đây không? Có ăn. Ăn gì? À. Tất cả cùng ăn đi. À. Em nghe anh bảo là 1 cân đây. 5 cân. Lấy cho 5 cân nhá. Lấy cho 5 cân nhá. 1 cân thì ai ăn được? Ai ăn ai được. Đây à, đây lấy cân 3. Cân 3 được 2 còng. Mình cũng không có tiền đâu các bạn, nên là mình cũng chỉ giúp được cái này thôi. Nếu mà cái gà ngon ngon như ở hôm vừa rồi mua cho nhà Giàng 5 con ấy là 100.000 một cân. Có loại 120, có loại 100. Đấy là gà tươi. Gà đấy là gọi là gà dưới xuôi mang lên ấy. Thế còn cái gà này thì là gà, đây các bác thấy đây, như nọ buổi đầu tiên này. Gà đông lạnh để cũng khá là lâu rồi nhưng mà mọi người dân ở đây thì thường là ăn cái gà này. Đấy thì 50.000 một cân. Mình không có nhiều, hôm nay thì thấy mọi người đến giúp cũng đông mà nhà cô chú là cũng không có cái gì nấu cho anh em nên là hỗ trợ cho 5 cân. Vẫn ăn cả mèn mén. Làm cả mèn mén. May còn có cái nhà này bên cạnh này, còn nấu nướng được ấy. Gà cứ đến bữa mới bỏ ra. Hôm đó là gà đập gạch, đập vỡ cả gạch. Gà này chắc là những cái gà thải nhỉ? Gà đẻ trứng à? Hay như nào? Này chắc phải để mấy tháng rồi. Có gà đông lạnh ở đây là lịch sự lắm ấy. Chỉ rang gừng nghệ thôi. Thế thôi. Nhanh nhỉ. Sao xong rồi?
Mai là thêm người ở đâu nữa đây anh hở? Mai thêm, hôm nay họ đi đi làm. À, hôm nay họ đi làm. Cũng là người trong xóm này thôi gì. Ngày hôm nay là xếp đá xong rồi. Là láng mặt. Cái mặt mai mọi người đến đỡ làm sắt xong là đổ dầm thôi. Sặc vãi trưởng. Rửa tay đi anh. Thuốc nào? Đã bảo rồi, không có găng tay làm cái đá này em ghê lắm. 4 cân 8 à? 4 cân 8 tính 4 cân thôi nhỉ? Hoặc là không thì tính 4 cân rưỡi đi chứ. Hỗ trợ gia đình chứ. Em cân chuẩn chưa đấy? Anh cân đi, không được em ăn giả. Bao tiền? 40. Đây rồi. Em đưa lại anh 100 này. Ồ 40.000 này. Ok. Cảm ơn. Xin nhé. Hôm nay em không đỡ à? Mọi lấy chú cái chậu rồi. Cho chú cái chậu. Ngâm nước đi. Bỏ ra ngoài ngâm nước này. Đổ vào đây. Đây, cho chậu luôn. Cô lấy tí muối cho đây cô ơi. Moi lấy muối đây Moi. Có muối không? Dạ. Lấy cho chú gói muối đây. Muối. Muối. Có mỗi thịt gà. Không có cái gì. Thịt gà, rau. Rau cải chua. Mình không nghĩ ra ra nọ. Đúng rồi, bỏ đây. Rồi, ok, để ngâm đấy. Lúc
Xe xi bây giờ vào. Sắp hết rồi, còn toàn đá vụn mà. Anh cho đổ xi vào đây nhá. Dạ. Anh cho đổ xi vào cái đống này nhá. Tí bọn em xúc từ bên kia xúc xúc lại nhá. Được. Đổ vào đây cũng được anh. Ơi. Đổ vào đây cho tấn bàn này vào để chỗ này đổ đây. Xong rồi chuyển bộ đá từ đầu này sang để có chú để quay xe quay đầu sang. Ừ. Nhưng mà chung này thì nó lại hẹp quá. Hẹp à? Thế anh đổ vào chân đây được không? Ừ, tiên đổ. Thế xong là khoảng hết này. Đâu cái bạt này có phải ấy đâu. Bạt này bạt rời cái bạt liền đấy. Rời. À được. Rồi bọn em ấy xe máy đi. Nữa đây. Ôi. Anh đổ xuống đây nhá, sau này nhỡ có mưa thì còn che được. Đúng không? Còn kéo các bạn này xe, bọn em cứ đào từ đây đào ra thôi, đúng không? Hai em hộ anh. Lên hộ anh cái sát này xuống phát này. Đợi có người ở kia vứt lên trên này này. Đỡ phải đi đường này. Anh em ơi, hộ tay. Hộ anh tay đã. Thế phân công nhau à? Đội chở bột, đội chở đá. Không, ý là vứt quẳng sang bên kia để anh em ấy luôn. Chiêu chở gạch luôn rồi ông Tuyên. Nhờ anh canh trang ấy. Anh điện rồi. Nhưng mà có điều là để anh bảo người bốc. Anh bảo một xe nữa ra, hai xe chở thôi. Ừ. Ây da. Em ơi em mắc đấy. Nhấc lần lượt.
xi đổ luôn. Kéo nhá. Tuyết này tháo hộ dây thép. Đấy, như vậy là xi đã vào được các bác. Đâu về anh? Làm món gì ở đây? Em chở xi dần đi. Cái xi anh chở đá, anh chở. À. Ừ. Thế bọn em chở bột xong mới chở à? Đỡ này chỉ nhận đấy, tưởng đỡ cả ngày chứ. Ngày ăn nhận quán lấy tiền rồi. À. Nhà thuê à? Ừ. Nhớ bảo là yêu dân về hộ thì nó còn ăn nhiều hơn cả quán người ta ăn là. Đấy. Về cũng phải lâu lương. Mà tạm thời như thế này. Gạch nó sẽ vào. Anh em mình sẽ cố gắng là trong phạm vi một ngày sẽ tập kết cho đầy đủ. Đấy, xong là sau đó là cho đội anh Hờ. Phần móng xong thì xem là anh em có kịp cùng nhau để mà làm cái phần dầm hay không. Còn nếu không kịp thì cứ cho đội anh Hờ triển khai thôi. Ok, vậy là video buổi sáng nay của anh em mình được kết thúc tại đây. Xin chào cô bác, hẹn gặp lại ở video sau.